Trên Instagram, huấn luyện viên Manu Pocking đăng tải dòng trạng thái thông báo về việc tạm khóa tài khoản mạng xã hội để tập trung cho chiến dịch AFF Cup 2020. Tạm biệt mạng xã hội, thật vinh dự khi được tốn thời gian vào thú vui này từ trước tới giờ. Hy vọng sẽ gặp lại mọi người trên này vào tháng 1. Giờ là lúc để tập trung vì còn rất nhiều việc đang chờ trước mắt. Nhà cầm quân sinh năm 1976 mang hai quốc tịch Brazil và Đức thông báo. Huấn luyện viên Manu Pocking từng có thời gian làm việc tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ông được Liên đoàn bóng đá Thái Lan bổ nhiệm thay thế ông Nishino Akira hồi tháng 9 với nhiệm vụ dẫn dắt Voi Chiến giành lại vị trí số 1 Đông Nam Á. Hợp đồng của huấn luyện viên Manu Pocking với Liên đoàn bóng đá Thái Lan chỉ có thời hạn 4 tháng và tương lai của nhà cầm quân 45 tuổi phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của AFF Cup 2020. Nếu tuyển Thái Lan vô địch, huấn luyện viên Manu Pocking có thể được ký dài hạn, còn không, mọi thứ có thể sẽ chấm dứt. Chiều 1 tháng 12, tuyển Thái Lan đã đặt chân đến Singapore. Tại AFF Cup 2020, đội tuyển Thái Lan nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Singapore, Philippines, Myanmar và Đông Timor. Voi Chiến sẽ gặp Đông Timor ở trận ra quân diễn ra vào 16:30 ngày 5 tháng 12.